mùa hè thì các bạn sẽ đi đâu? Thì tớ nghĩ là các bạn sẽ đi biển này, đi du lịch này, đi chơi này, hoặc là đi học trại hè. Nhưng các bạn ở đây thì lại là một việc vô cùng bí mật. Xin chào các bạn, tôi đang có mặt ở hội chợ Eco Sunday. Hiện giờ tôi đang có mặt ở gian hàng rau ở trong hội chợ. Đây là một hàng bán rau rất đặc biệt vì đây là hàng bán rau của các bạn nhỏ. Vào mùa hè, các bạn có thể đi chơi hay làm rất nhiều việc, đi du lịch với các bạn bè. Nhưng mà các bạn này lại chọn việc bán rau. Đây là hoạt động tạo ra để chúng mình được học thêm công việc bán hàng và biết thêm về các loại rau. Đây được tặng cái này bởi vì bác không cần dùng gì đâu. Thì các chị có thích hoạt động này không? Có, đương nhiên là có rồi. Chị thì cũng thích rất về mấy hoạt động này. Thứ nhất là nó góp phần có ích cho môi trường. Thứ hai là mình có học được cái việc làm bán kinh doanh ấy. 58, 130 là 108 mấy, 188. Đây là cả một ngày ngồi đây không được đi chơi thì chị cảm thấy thế nào? Đúng, không hẳn là một ngày mà chúng mình chỉ bán buổi sáng thôi. Mình cố gắng bán hết rau thì mình sẽ được tới sớm. Thì anh cũng thấy vui, lần đầu tiên anh nhận được lương thì đấy là lần đầu tiên anh đi làm. Thế làm nào để các anh chị được tăng lương? Hôm nay thì nếu mà bán hết rau sớm trước 12 giờ thì bọn anh sẽ 50.000. 50.000 luôn? Ngày nào cũng thế hả? Không phải, chỉ có mỗi hôm nay. Hôm nay thôi. Nếu mà cái thái độ của mình tốt ấy, ví dụ mình tươi cười, mình nói chuyện với mọi người vui vẻ, mình không xì mặt ra, lúc ấy thì mẹ sẽ đánh giá cái tiền lương, mẹ sẽ quyết định cái mức tiền lương nhờ vào cái thái độ của mình. Cố lên. Sau clip này thì cậu cảm thấy thế nào về công việc của các bạn ấy? Thì làm việc như thế này là chúng ta lương thì ít thôi, nhưng mà chúng ta làm việc như thế rất vui và chúng ta có thêm kinh nghiệm. Cậu có làm giống như bạn ấy không? Hay cậu muốn bổ sung thêm những cái gì cho với những bạn ấy? Là theo tớ thì cho bạn đấy đi cười đi và cho đồ giảm giá thì khách hàng sẽ vào nhiều hơn. Nếu mà chúng ta có thể có một cái bức mà đơn xin làm việc thì có thể viết như nào? Thì đầu tiên tớ sẽ ghi tháng tháng này, tớ gửi đến ai và giới thiệu bản thân, lý do mình muốn vào làm việc ở đây và mình cam kết sẽ làm những gì mà công việc này phải làm. Còn tớ cũng làm về nhưng đặc biệt hơn là tớ sẽ đi lý do thật dài, bởi vì cái lý do quan trọng nhất trong bức thư. Thì khi cậu làm đơn xin việc, cậu có hay là tự nói mình như thế này nhưng không phải như thế không? Tớ thì tớ viết đúng thật của tớ chứ tớ chẳng viết như thế. Thì viết như thế chẳng được cái gì cả. Cảm ơn cậu.